Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP khá là ngon nhé. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP này để chúng ta tham gia vào danh sách 5.000 ví sẽ nhận 100 cái đồng token ARS này. Các bạn hãy cùng mình làm cái nhiệm vụ này để chúng ta nhận miễn phí cái phần thưởng từ cái dự án này. Các bạn hãy bấm nút start nhé. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ giải cái mã captcha KI này. Các bạn giải mã captcha cho mình. Rồi, ở đây thì nó có cái thông tin mà nó ăn chia về cái phần thưởng của cái dự án này. Thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Thì cái ngày kết thúc cái AROP này là ngày 19 tháng 5 năm 2022. Và cái ngày phân phối là ngày 27 tháng 5 năm 2022 nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Các bạn nhấn join cho mình. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại, chúng ta sẽ bấm vào cái nhiệm vụ này, chúng ta follow Twitter. Rồi các bạn bấm theo dõi cho mình. Rồi các bạn quay trở lại bot. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ pin post và chia sẻ lại cái video, là cái bài của họ. Rồi ở cái bài này các bạn nhấn tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Rồi các bạn bấm comment nhé. Và các bạn tag cho mình 3 người bạn vào. Rồi các bạn bấm trả lời. Tiếp theo các bạn bấm trả lời tôi đã gửi. Tiếp theo các bạn nhấn vào nút chia sẻ. Và các bạn sao chép cho mình cái liên kết này. Rồi các bạn quay trở lại bot. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ join vào nhóm Zerit. Các bạn bấm vào đây. Ở đây các bạn chỉ cần nhấn join thôi. Rồi các bạn quay trở lại bot. Rồi các bạn join vào nhóm Discord. Tiếp theo bấm vào chấp nhận lời mời. Rồi các bạn kích vào đây để chúng ta tham gia nhóm nhé. Các bạn kích một lần nữa này. Và các bạn kích vào đây chúng ta xác nhận này. Rồi ok, như vậy này cái nhiệm vụ Discord chúng ta đã xong. Rồi các bạn bấm submit cho mình. Tiếp theo các bạn nhấn đô. Ở đây các bạn gửi cho mình cái link profile link. Thì các bạn gửi luôn cái link nhiệm vụ. Sau đó các bạn xóa cho mình cái ký tự đằng sau đi. Rồi tiếp theo ở đây yêu cầu chúng ta gửi cái link trang cá nhân Reddit, thì các bạn kích vào đây cho mình. Rồi các bạn bấm avatar ở góc này. Các bạn kích vào đây. Các bạn kích vào đây cho mình. Rồi các bạn nhấn nút chia sẻ. Các bạn bấm vào đây. Các bạn kích vào đây cho mình. Rồi các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cho mình cái link trang cá nhân Reddit vào đây. Rồi tiếp theo ở đây yêu cầu chúng ta gửi cái username Discord. Các bạn gửi cái username Discord vào đây. Tiếp theo yêu cầu chúng ta gửi địa chỉ ví BSC BEP20. Cái này các bạn có thể lấy trên WeChat hoặc là MetaMask đều được nhé. Trên WeChat các bạn chọn cho mình cái đồng BLB. Các bạn bấm nhận. Rồi các bạn nhấn vào đây chúng ta sao chép địa chỉ ví. Rồi các bạn dán vào đây. Và đây là yêu cầu chúng ta xác nhận thông tin, thì các bạn bấm vào đây cho mình. Rồi như vậy là nhiệm vụ của chúng ta đã xong, các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè nhé. Thì các bạn chia sẻ được càng nhiều, chúng ta càng nhận thêm được cái đồng token từ cái dự án này. Ok, thì cái video chia sẻ cái kèo AROP đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.